Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi bán tới chợ Kiên Lương Ba Hòn nè cả nhà. Chỗ người ta trưng bày bán chợ hoa Tết đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Bây giờ chỉ có mình nên mình với hoa thôi. Để mình quay xung quanh cảnh hoa cho cả nhà xem nha. Cả nhà thấy hay dễ nghĩa nhớ like đăng ký và ủng hộ Nguyễn Sĩ Vlog mình nha. Chỉ có hoa và mình thôi chứ không còn không có ai. Tại đây có mình nên mình mở mình không đeo khẩu trang thôi chứ mấy bạn ra đường là đeo khẩu trang nha. Nước ta kêu mình phải ra đường phải mang khẩu trang như mình phải cái cách ly an toàn cho bản thân mình, biết đâu nhiều người ta nhiễm dịch mà mình không nhiễm mà người ta lây lan cho mình. Ở nhà xem video của mình thấy hay dễ nghĩa đừng quên nhấn like đăng ký ủng hộ Nguyễn Sĩ Vlog mình nha. Chợ qua giờ mình thấy không có ai luôn cả nhà. Giờ Nguyễn Sĩ Vlog quay quang cảnh cho mọi người coi xem nha. Chứ không nhiều dễ đâu, phúc mập ở đây nè. Cho nhà dễ thôi, phức mặt không? Wow, rất là đẹp. Thank you.
thưa người vắng người thôi. Chưa được qua nhận họ đó nha. Tạm dừng video tại đây, xin chào và tạm biệt cả nhà, hẹn lại cả nhà video tiếp theo cả nhà.